Này linh sam nhang lá trung nhang. Bữa cây này tay cành này nó cũng khá là cứng cáp rồi. Bữa mình bán 3 triệu. Nhưng mà mình đang lâu rồi. Cây này nay mình giảm giá mình bán còn lại là 2 triệu 6 nha mấy bạn. 2 triệu 6 đi. Cây này 3 thân. Chi cành nó cứng ngắt rồi nha, nó buông kẽm rồi. Tay cành bự lắm. Này mình giảm giá, ai mua được mua. Nó nuôi cái ngọn tà bá luôn nè mấy bạn. Chiền lên cái ngọn bự chán hết rồi. Tay cành bự lắm nha. Cũng khá là lực rồi. Cái này mình mua về mình chơi thôi vậy. Không cần dàn kém. Mua về cái bắt đầu mình nuôi tàn cái mình dây bông thôi. Cây này, này. Mình quay ngoài trời chứ nó có cái phong là lên cây nó đẹp lắm.